Hello các anh em, chào mừng đến với mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em 5 nguyên liệu mà cá nhân mình thấy rằng nó được dùng một cách rất là phổ biến trong thế giới mùi hương. Nó không phải là một bảng xếp hạng bởi vì có rất nhiều những nguyên liệu được sử dụng một cách liên tục, được sử dụng một cách gần như là dạng một kiểu standard, một dạng kiểu cơ bản. Cho nên video này không phải là một bảng xếp hạng mà cá nhân mình thấy rằng đây là 5 nguyên liệu mà chúng ta có thể gặp nó thường xuyên trong các loại sản phẩm mùi hương. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ nhanh đến các anh em 5 nguyên liệu đó là những nốt nguyên liệu nào. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình không chần chờ gì nữa, lên đường thôi. Ok, let's go. Nguyên liệu đầu tiên mà mình muốn nói đến đây thì mình tạm gọi nó là citrus, trái cây. Ở đây nó có thể là cam bergamot, nó là chanh tây, nó là quýt, vân vân. Thì những cái nốt nguyên liệu này nó được sử dụng theo mình thấy phải đến 80% trong tất cả các cái sản phẩm nước hoa. Thì nó phải chiếm tới 80%. Điểm chung của các loại nguyên liệu này thì nó thường mang một cái cảm giác rất là thư giãn khi mà ngửi, một cái sự sảng khoái, thư giãn và nhẹ nhàng khi mà ngửi. Ví dụ như với cái tông mùi của cam bergamot, của quýt hay là của chanh thì nó thường mang đến những cái cảm giác mà mình vừa nói ở trên. Và cái thứ hai, nó thường được chuộng để sử dụng trong các open note, có nghĩa là cái top note của mùi hương. Thì các nhà pha chế họ thường sử dụng ví dụ như là cam hoặc là quýt hoặc là chanh để tạo nên một cái giống như kiểu là một cái bắc cầu cho những cái trải nghiệm mùi hương tiếp theo của cái sản phẩm đấy. Thì nó rất được hay sử dụng trong cái top note của mùi hương. Nếu như các anh em muốn biết là mùi cam nó như thế nào, mùi quýt nó như thế nào hoặc mùi chanh nó như thế nào thì có thể chúng ta sẽ tham khảo ví dụ như là John Varvatos Artisan Pure, một cái mùi hương của quả cam, của cuống cam ấy. Khi mà chúng ta xịt mùi hương này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác giống như khi chúng ta ngắt một cái cuống của quả cam, chúng ta ngửi thì nó sẽ giúp chúng ta rất là rõ cái hình dung về mùi hương. Hoặc là như Burberry Weekend, mùi hương cũng citrus rất là hay, đặc biệt khi mà chúng ta xịt ở cái top note. Nếu mình nhớ không nhầm, nó là của chanh kết hợp cùng với cây thường xuân, rất là ok. Dù sao đây là một cái chai mà thuần mùi citrus, chúng ta hoàn toàn có thể mua để có thể trải nghiệm cái tông citrus nó là như thế nào. Đó, rất là nhiều ví dụ, hoặc là như mình không nhớ mình để ở đây, hoặc là Allegoria Neri Bianca cũng rất là ok. Một cái mùi hương rất là thuần mùi trái cây. Thì cái nốt đầu tiên mà mình muốn nói đến ở đây đó là mình gom chung đó là citrus đó, và một số vài sản phẩm các anh em có thể tham khảo. Nguyên liệu thứ hai đó là musk hay gọi là xạ. Nói về nốt nguyên liệu này thì nó có rất nhiều những cái tính chất mùi hương khác nhau tùy theo cái cách pha chế mùi hương của perfumer. Đôi khi nó mang lại một cái cảm giác rất là sạch sẽ, đó rất là sạch sẽ, hoặc đôi khi nó mang một cái cảm giác gì đấy bản năng gốc, một cái gì đấy rất là sexy đó. Ví dụ như khi kết hợp cùng với hoa Neroli thì tông xạ nó thường tạo nên một cái cảm giác soapy đó. Do vậy khi anh em nào ưa thích một cái tông mùi kiểu dạng như vừa mới tắm xong ấy, chúng ta thích một cái cảm giác nó sạch sẽ, nó nhẹ nhàng, thì các anh em tham khảo những chai có tông Neroli, hoa Neroli, hoa cam Neroli mix cùng với xạ. Thì ví dụ như Thierry Mugler Cologne nó sẽ tạo nên một cái cảm giác chúng ta lúc nào cũng rất là, nói chung là người nó không có cái mùi hôi mà dạng kiểu mùi thơm của xà bông đó, thì anh em hãy thử. Hoặc khi mà nó kết hợp cùng với trà chẳng hạn, ví dụ như Bulgari Pure Homme, thì nó sẽ làm cho cái tông trà ở đây nó rất là nói thế nào nhỉ, nhẹ nhàng và thư thái. Nói chung bởi vì sorry, cái này thì mình có thể là do cái ngôn từ của mình nó không thể diễn đạt được. Thế nhưng khi mà trà kết hợp cùng với xạ thì cũng rất là thú vị. Mà đây tiêu biểu đó là Bulgari Pure Homme. Hoặc khi mà nó kết hợp cùng với hoa hồng chẳng hạn, như là Musk Noble, một cái gì đấy rất là sexy, một cái gì đấy rất là bản năng gốc đó, rất là trào ra này, kiểu dạng như thế. Cho nên ở đây Musk hay còn gọi là xạ hương nó có được sử dụng rất nhiều trong các cái sản phẩm của mùi hương tùy theo cái cách pha chế của perfumer. Có thể rất là sạch sẽ và có thể rất là sexy. Và
Như mình thấy hiện nay thì đa phần các chai đều có ít nhiều sử dụng xạ trong cái thành phần mùi hương. Do vậy, nốt nguyên liệu thứ hai mình muốn nói ở đây đó là xạ hương. Nốt nguyên liệu thứ ba đó là hoắc hương, hay còn gọi là patchouli. Hoắc hương thì so với bốn loại gỗ đó là gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương, vetiver và hoắc hương thì patchouli, hoắc hương nó có một cái tông mùi nó khá là có một cái độ sâu lắng, cái độ gọi là cái độ sâu lắng về mùi hương. Thì mình cá nhân mình thấy rằng patchouli nó là độ sâu lắng nhất. Khi mà nói về cái tông mùi của hoắc hương thì một cái dễ mà hình dung ra nhất đó là cái vị ẩm của đất. Bởi vì hoắc hương nó thường có một cái thiên hướng mùi ẩm của đất. Cho nên khi mà chúng ta thích một cái tông mùi nó một dạng kiểu như dạng kiểu nó hơi cổ điển mà một chút nó hơi thiên về dạng kiểu tông mùi của ẩm ướt, một cái gì đấy nó rất là, nói thế nào nhỉ, một cái gì đấy của đất trời, của ẩm, độ ẩm, nói chung là nó hơi bị sâu lắng, chỉ có một chiều sâu về mùi hương, thì chúng ta thường là sẽ nên tìm về mùi hương của hoắc hương. Tuy nhiên khi mà nó mix cùng với những cái nốt mùi ngọt ví dụ như là sô cô la hoặc là vani thì hoắc hương nó lại là một cái nhân tố X để làm tăng cái độ sâu, cái độ ngọt của sô cô la hoặc vani, nó không còn bị ngấy nữa mà nó sẽ làm giống như kiểu là các anh em hình dung nó có thêm một cái gì đấy để làm giảm cái độ ngấy đó đi. Thì hoắc hương thường cũng được hay sử dụng trong những cái tông mùi như thế, hoặc như là Dior Eau Sauvage Eau de Parfum, một cái tông mùi hương của hoắc hương rất là cổ điển, lịch lãm. Anh em nào mà thuộc suy nghĩ old school ấy, những người thuộc thế hệ cũ thì chắc chắn rồi, những cái chai mà có cái tông mùi hoắc hương là chủ đạo, rất là được chuộng. Cho nên ngày nay thì mình thấy rằng đa phần, đặc biệt là những cái chai nước hoa mùa đông thì hoắc hương thường rất là được chuộng sử dụng trong những cái nốt nguyên liệu để tạo nên cái mùi hương cho sản phẩm đó. Thì nguyên liệu thứ ba ở đây đó là hoắc hương, patchouli. Nguyên liệu thứ tư đó là vetiver, hay còn gọi là cỏ hương bài. Có thể nói rằng hiện nay thì mình nghĩ rằng gần như tất cả các chai đều có sử dụng vetiver. Nó thường được sử dụng trong ví dụ như là citrus cũng thường có vetiver. Những cái chai nước hoa tông cay nồng, fresh spicy, cay nồng nhẹ hoặc là warm spicy, cay nồng ấm thì đều có vetiver. Với cái tính chất mùi nó hơi khô một chút thì vetiver nó rất dễ để có thể mix cùng với ví dụ như cái tông trái cây để tạo nên một cái mùi hương nó dày hơn, nó có một cái gì nó cá tính hơn, hoặc là khi kết hợp cùng với tiêu thì nó sẽ tạo nên một cái tông mùi cay nồng và nó có một cái gì đến hơi khô rất là thú vị. Cá nhân mình thì bởi vì là do cái tính cách của mình nó cũng khá là vui vẻ, cho nên là về cơ bản thì mình không phải là một fan quá hâm mộ vetiver. Nhưng nếu như các anh em muốn thì chúng ta có thể tham khảo rất là nhiều. Ví dụ như Terre Immense cũng là một chai nước hoa có sử dụng vetiver, hoặc là Red Vetiver của nhà Montaire, vân vân, hoặc là Lalique and Encrenoir, chai nước hoa gọi là thương mùi hương của Niche. Đây là Encrenoir Sport. Đó, những cái chai đấy gần như có thể gọi là tiêu biểu cho cái tông mùi của vetiver, rất là thú vị. Cho nên nếu như anh em nào ưa thích một cái mùi hương khô, hơi khô một chút và một cái gì đấy nó khá là góc cạnh thì vetiver, cỏ hương bài là cái sự lựa chọn cũng khá là thú vị đó. Cuối cùng nguyên liệu thứ năm đó là vani, chắc chắn rồi không thể thiếu tên nguyên liệu này, được sử dụng rất có thể gọi là, nếu mà nói 100% thì hơi quá, nhưng có thể gọi là trên tất cả các cái tông mùi đều sẽ có một chút ít của vani. Hiện nay trên thế giới thì theo mình nghĩ rằng phải đến hơn 95%, kể cả là niche hay indie, đều sử dụng đó là nhân tạo, vani nhân tạo. Bởi vì như một video mình nói riêng về loại nguyên liệu này thì cái thứ nhất là nó khá là khó trồng đó. Bởi vì cái việc thụ phấn của hoa này là bắt buộc phải bằng tay, cho nên là nó hơi rất là khó khăn trong cái việc nuôi.
việc trồng cây. Và cái thứ hai thì gần như tất cả nguyên liệu được trồng ở Madagascar, cho nên là chắc chắn rồi về cái số lượng cung ứng là không thể đáp ứng đủ được cho một cái nhu cầu rất là lớn của thị trường. Cho nên hơn 95% là đang sử dụng mùi hương nhân tạo, chứ không phải là một mùi hương tự nhiên. Tính ứng dụng của vani trong thế giới mùi hương thì nó rất rất là rộng rãi, từ aromatic, từ citrus, từ woody, rất 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 nhiều sản phẩm sử dụng nốt hương vani. Cho nên để mà nói rằng chai nước hoa nào có tông vani là đỉnh nhất thì rất là khó đối với mình, rất rất là khó. Cho nên là để mà tìm về mùi nhóm nghiên cứu nhóm hương này, mùi nốt mùi này thì sẽ phải mất rất là nhiều thời gian. Ví dụ như là Ebon chẳng hạn, là một cái chai nước hoa mà kết hợp giữa vani và mật ong, rất rất là thú vị, mình rất là khoái chai nước hoa này. Đó, còn lại rất là nhiều, mình sẽ để cái link về video riêng về vani ở đây các anh em nếu mà muốn tham khảo thêm. Thì nguyên liệu thứ năm đó là vani. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 nguyên liệu mà cực phổ biến trong thế giới nước hoa. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.